Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về phòng chống dịch COVID-19 và phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đã có những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần chung tay ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ tiền và vật tư, hàng hóa với tổng trị giá khoảng 27,4 tỷ đồng. Trong đó có 92 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số tiền hơn 16,9 tỷ đồng. Tiếp nhận bằng vật tư, hàng hóa ước tính trị giá khoảng 10,5 tỷ đồng. Gồm máy xét nghiệm, máy thở, khẩu trang y tế, khẩu trang vải, quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn, nước rửa tay, găng tay y tế, rau củ quả, mì tôm, sữa các loại. Đối với hàng hóa vật tư y tế, sau khi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, phân bổ hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đối với hàng hóa nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị ủng hộ thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các khu cách ly tập trung của tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, đồng hành chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Các nguồn lực huy động được sẽ tập trung hỗ trợ kinh phí mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Thực tế, công tác chống dịch cho thấy vũ khí lợi hại nhất để khống chế dịch bệnh chính là ý thức, trách nhiệm, hành động tự giác của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trong điều kiện trạng thái bình thường mới, tinh thần chống dịch đó lại càng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Thuộc diện hộ được kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, ông Minh không quên yêu cầu khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào cửa hàng nhà mình. Bản thân ông cũng thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Gia đình thì thực hiện cái biện pháp là chống dịch theo cái khuyến cáo của chính quyền là địa phương thì chỉ có phục vụ những các cái mặt hàng thiết yếu cho bà con. Nhưng khi bà con đến đây thì là gia đình đã để sẵn cái rửa tay là sát khuẩn trước khi vào và phải đeo khẩu trang và phải giữ cái khoảng cách là cách ly là giữa các người. Và khi một người này thực hiện mua xong thì người khác thì mới vào. Còn gia đình dứt khoát là không cho tập trung là đông người. Còn đối với bà Huyến và các thành viên trong tổ COVID cộng đồng, tổ dân phố Gạch, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên cũng thường xuyên đến các hộ dân tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời phát hiện tố giác các trường hợp cư trú bất hợp pháp không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Chúng tôi gửi sao các cái chỉ thị văn bản của các cấp lãnh đạo từ trung ương địa phương để phát lên tay từng hộ dân để nhân dân nghiên cứu và cũng nắm được tình hình. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Ông Minh, bà Huyến và nhiều người dân khác sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhắc nhở người dân không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho đến khi cả cộng đồng chiến thắng giặc COVID-19. Xác định việc quản lý chặt chẽ các trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, cũng như các trường hợp F1 đang hết thời gian cách ly tập trung, trở về địa phương, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, là việc làm quan trọng, góp phần khống chế dịch bệnh lây lan ra ngoài cộng đồng, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt triển khai nhiều biện pháp, siết chặt quản lý các trường hợp này. Ngay khi công dân hoàn thành cách ly tập trung về đến địa phương đã được trạm y tế xã Trung Kiên tiếp nhận, đo thân nhiệt và hướng dẫn quy trình cách ly tại nhà, đồng thời yêu cầu công dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, không ra khỏi nhà trong thời gian cách ly, chủ động khai báo với cán bộ y tế khi có các biểu hiện đau họng, ho, sốt. Tôi đã cho tổ chức là ký cam kết và tiếp tục ra quyết định là cách ly tại nhà thêm 7 ngày nữa. Đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về nơi cư trú, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã tiếp tục cử cán bộ y tế ngày 2 lần đến đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và bố trí công an viên, trưởng thôn giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định cách ly. Hiện nay thì Yên Phương có 6 trường hợp F1 cách ly tập trung trở về địa phương. Ngay sau khi các trường hợp này về thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã cũng đã ban hành quyết định
tiếp tục yêu cầu các đối tượng là cách ly thêm 7 ngày tại nhà. Và khi chúng tôi ban hành quyết định thì chúng tôi giao cho cái tiểu ban tuyên truyền cũng như tiểu ban phòng chống dịch bệnh của thôn phối hợp với y tế xã đến để tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện tốt cái biện pháp phòng dịch tại nhà. Cùng với công tác quản lý, giám sát, các địa phương còn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, giúp người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện cách ly tại nhà, từ đó thực hiện nghiêm túc việc cách ly và quy định 5K của Bộ Y tế. Về nhà thì được địa phương tới bảo cách ly thêm 7 ngày nữa tại nhà. Tôi sẽ hoàn thành tốt cách ly thêm 7 ngày nữa tại nhà, không mở cửa hàng tiếp khách nữa. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tốt. Tuy nhiên, ở một số tỉnh thành phố lân cận, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, cùng với chính quyền địa phương và ngành chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ mình và những người xung quanh trước đại dịch COVID-19. Tiếp theo chương trình là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính đến 15 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2021, ca nhiễm 92, số ca nghi nhiễm 0, tổng số người được theo dõi giám sát 64.277, tổng số tiếp xúc vòng 1 3.326, trong đó đang cách ly 78, tổng số tiếp xúc vòng 2 32.271, trong đó đang cách ly 0. Tổng số tiếp xúc vòng 3, 27.884. Tổng số mẫu xét nghiệm, 217.790. Giám sát cộng đồng, thông tin chi tiết về các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, cách ly, cảnh báo theo địa bàn. Thành phố Vĩnh Yên số nhiễm 14, thành phố Phúc Yên số nhiễm 48, huyện Bình Xuyên số nhiễm 8, huyện Lập Thạch số nhiễm 7, huyện Sông Lô số nhiễm 1, huyện Tam Dương số nhiễm 0, huyện Tam Đảo số nhiễm 0, huyện Yên Lạc số nhiễm 10, huyện Vĩnh Tường số nhiễm 4. Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm nghi nhiễm COVID-19? Tự cách ly 14 ngày, hạn chế đi ra ngoài, tránh tiếp xúc người khác, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, nhỏ mắt, tăng sức đề kháng. Gọi điện đến cơ sở y tế khi sốt, ho, đau đầu, khó thở. Quy trình các bước rửa tay của Bộ Y tế: bơm 3-5ml dung dịch vào lòng bàn tay. Bước 1, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào kẽ các ngón tay. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5, chà ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6, chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Từ bước 1 đến bước 6, thực hiện mỗi bước 5 lần. Làm ướt tay trước khi sử dụng, rửa lại tay bằng nước sạch và lau khô. Bốn, click vào ô nhận mã OTP. Hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP thông qua tin nhắn về số điện thoại đăng ký. Sau đó nhập mã OTP vào ô mã xác thực.
check-in, check-out các địa điểm như khách sạn, nhà hàng, quán ăn, bệnh viện theo yêu cầu bắt buộc của Chính phủ Việt Nam. Chú ý, để xem hướng dẫn cách nhập thông tin, bạn có thể click vào icon dấu chấm hỏi ở góc trên bên phải màn hình. Sau khi gửi thông tin, bạn có thể cập nhật lại thông tin tờ khai bằng cách: Bước 1. Chạm vào mục tài khoản ở phía cuối trang. Bước 2. Điền đầy đủ thông tin vào form. Bước 3. Cập nhật thông tin. Chức năng phản ánh. Ngoài ra, bạn có thể phản ánh các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc đi từ vùng dịch về ở tỉnh thành của mình đang sinh sống hoặc các tỉnh thành khác. Bước 1. Chạm vào mục phản ánh ở cuối trang. Bước 2. Điền các thông tin vào form với các trường có dấu sao là trường bắt buộc. Bước 3. Chọn xác nhận để gửi đi.